Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Đông Lạnh. Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng đây là bộ nghê bảo đỉnh, chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi, hàng gồm so món. Hàng chúng em vừa mới hoàn thiện phần thô, phần mộc xong. Đấy, và bây giờ em sẽ quay lại cho quý khách hàng xem và tham khảo thêm về mẫu nghê bảo đỉnh này. Đấy. Và mẫu nghê này là hàng VIP, hàng đục kênh bong nha quý hàng nha. Đấy. Đây, quý hàng có thể thấy tay của em, hàng siêu VIP và siêu đẳng cấp. Hàng là hàng đục hai mặt nha. Rồi, em sẽ quay qua trước cho quý hàng xem. Bàn siêu to luôn. Bàn có kích thước là 1m07, dài là 1m67. Và bàn là bàn dày 2 phân. Đấy, đục tứ linh nhá. Đây là kích thước chiếc bàn. Bàn tầng dưới là chúng em làm ngăn kéo và hai tầng xe dẹo, một lớp cổ chỉ. Kéo soi cong hết từ cổ chỉ đến phần ngăn kéo của bàn nhé. Và chúng em xin công khai và giá luôn bộ này, nếu mà hoàn thiện nên là chúng em bán 130 triệu, là tay 14, chân 14. Đoạn của em là cao 1m57 phân. Cao 1m57 tổng phủ bì nhá. Đây. Và chiều dài của chiếc ghế này là 1m07. Sâu của nó là 80 nhá, quý anh nhá. Sâu 80. Tay này là tay nguyên khối, nguyên con. Hàng là hàng đục tay, hàng đục tay nha quý hàng nha. Hàng là trương vách tựa đầu đục tay, chỉ có yếm là đục máy thôi. Đấy, chỉ có yếm phía dưới là đục máy thôi. Đấy, yếm phía dưới này của chúng em là làm dày 5 phân và vén cong. Đấy, khuôn tranh là dày 4 phân, ván là dày 2 phân nha quý hàng nha. Đây là thông số của hai chiếc ghế đôn này. Đấy. Đấy, em có thể thấy dáng nghe đỉnh rất chi là đẹp. Đấy, và trương của chúng em là trương liền hết nha quý anh nhá. Trương là trương liền hết, chứ không chấp ghép một tẹo nào. Và phông đục của chúng em là phông này là dày 3 phân. Đấy, phông tựa lưng dày 3 phân. Còn phông ở ngoài sẽ là dày 7 phân. Đấy. Đấy, đục hai mặt nhá. Nếu mà quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm này, liên hệ nghe với em Mạnh nhá. Theo số điện thoại là 0944222266. Món tiếp theo. Là đôn. Chiếc đôn này có kích thước là 40x40, hàng soi tứ diện, soi cong tứ diện, khuôn tranh dày 4 và dày 2. Còn cái này là 45x55. Và đục con lân. Và bàn có một ngăn kéo. Đây, hàng cũng soi tứ diện hết. Đây, ngăn kéo đây. Và đến với chiếc đoạn này. Chiếc đoạn này có chiều dài là 2m6 và chiều sâu là 80, chiều cao là 1m57. Đấy. Và phía trên đỉnh là đỉnh con nghê và hai bên là phượng hóa như vừa anh nhá. Phượng hóa đục tay rất chi là sắc nét. Đây, quý khách hàng có thể thấy độ kinh bong của nó này. Đấy, đục tay hoàn toàn luôn. Em xin nhắc lại là bộ này hoàn thiện lên chúng em đang bán là giá 130 triệu. Đấy, và dáng rất chi là cong, dáng ghế rất chi là cong. Đây. Đấy. Nếu mà quý khách hàng quan tâm sản phẩm này, liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Đây là phía sau chiếc đoạn. Nếu mà quý khách hàng muốn xem thêm các sản phẩm khác như giờ tủ, kệ tivi, cây đồng hồ, quý khách hàng hãy lên website của chúng em là đogodongmạnh.com, hoặc là quý khách hàng có thể đến tận cơ sở xem hàng trực tiếp, địa chỉ là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội.
và video của chúng em xin quay đến đây thôi. Và xin kết thúc video này và cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi video.